tình tiết bị cáo vừa trình bày ở đây thì bị cáo cũng mong hội đồng xét xử, bị cáo cũng mong viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xem xét lại cái tội danh của bị cáo và cho bị cáo được hưởng mức án tù để bị cáo có cơ hội được trở về. Bị cáo xin hết ạ. Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đã có những lời ăn năn trong phiên xét xử vụ án chuyến bay giải cứu diễn ra vào ngày 18 tháng 7 năm 2023. Trước đó, trong phần luận tội, ông Kiên là bị cáo duy nhất trong vụ án bị đề nghị xử phạt mức án tử hình về tội nhận hối lộ. Theo kiểm sát viên, bị cáo Kiên nhận hối lộ nhiều nhất, lên tới 253 lần với tổng số tiền là 42,6 tỷ đồng, thủ đoạn phạm tội trắng trợn nhất. Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Phạm Trung Kiên thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và cho biết rất ăn năn hối hận. Bị cáo Kiên gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân vì hành vi sai trái của bản thân. Thứ nhất là bị cáo cũng xác nhận là những cái hành vi phạm tội của bị cáo như trong cáo trạng nêu là đúng và bị cáo rất ăn năn hối lỗi về những cái việc đó, và qua đây thì bị cáo cũng mong được gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các người dân về những hành động sai trái của mình. Tuy nhiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế tiếp tục khẳng định không gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình xét duyệt các chuyến bay đưa công dân về nước, cũng không ép buộc doanh nghiệp phải chi tiền cho mình thì mới được cấp phép chuyến bay. Với cáo buộc ép doanh nghiệp chung chi, bị cáo Kiên dẫn chứng một loạt đại diện các doanh nghiệp, cho rằng họ đều chi tiền cho mình sau khi đã được Bộ Y tế phê duyệt chuyến bay, chứ trước đó bị cáo không gợi ý hay quát tháo ép buộc gì. Bị cáo Kiên cũng nhắc về khoản tiền 15 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp khi tổ chức chuyến bay cho các đoàn khách lẻ. Theo cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, sau khi nhận thấy việc nhận tiền liên quan đến các chuyến bay combo là sai trái, bị cáo đã chủ động khai báo với cơ quan điều tra về số tiền 15 tỷ. Bị cáo này cũng tác động đến gia đình để khắc phục hậu quả. Ngay khi thời điểm dịch đã nổ ra ở Hà Nội, thì bị cáo cũng thường xuyên là phải tháp tùng thứ trưởng đi công tác đến các cái vùng phòng chống dịch. Như ngay cả thời điểm vùng dịch nổ ra đầu tiên ở tại Sơn Lôi, Vĩnh Phúc, rồi đến Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi ở Hải Dương, rồi các 11 tỉnh miền Tây Nam Bộ, thì bị cáo cũng phải thường xuyên tháp tùng thứ trưởng để đi công tác ở các tỉnh đó. Thế do vậy là cũng bị cuốn vào cái guồng công việc mà bị cáo đã không nhận thức được những cái hành vi sai trái của mình khi nhận tiền của các doanh nghiệp. Thế thì từ ngày 31 tháng 3 sau khi mà bị cáo nhận thức được cái hành vi sai trái của mình, thì lúc đấy gia đình bị cáo mới biết là những cái số tiền mà bị cáo nhận của các doanh nghiệp và số tiền vi phạm là bao nhiêu. Thì từ đó đến nay là cũng khoảng 3 tháng, thì gia đình bị cáo cũng tác động về gia đình, và gia đình bị cáo cũng đang rất tích cực để đóng nộp số tiền đó cho bị cáo, và nguyện vọng của bị cáo là sẽ đóng 100% khắc phục triệt để cái số tiền đấy cho bị cáo. Theo luật sư, tại thời điểm nhận tiền, bị cáo Kiên nghĩ rằng đây là việc doanh nghiệp chia sẻ, cảm ơn từ lợi nhuận có được thông qua tổ chức các chuyến bay. Bị cáo ý thức mình đã thực hiện đúng quy trình để giúp các doanh nghiệp được phê duyệt chuyến bay, cũng đồng nghĩa giúp người dân đang mắc kẹt ở nước ngoài có thể về nước. Chính vì thế, hầu hết các khoản tiền mà bị cáo Kiên nhận đều thông qua chuyển khoản. Luật sư cũng bác bỏ cáo buộc bị cáo Kiên ép buộc doanh nghiệp phải chi tiền hối lộ cho mình. Bởi thực tế, có nhiều doanh nghiệp không hề gặp gỡ, nhờ vả và đưa tiền cho bị cáo Kiên, nhưng vẫn được bị cáo trình văn bản, sau đó được Bộ Y tế phê duyệt như bình thường. Theo luật sư, bị cáo Kiên chỉ là người giúp việc cho Thứ trưởng Bộ Y tế, thẩm quyền chỉ là trình văn bản để cấp trên ký, không thể có quyền quyết định có ký hay không ký. Trường hợp bị cáo Kiên nhận tiền để hứa hẹn sẽ trình văn bản lên Thứ trưởng thì cáo buộc nhận hối lộ là có cơ sở. Nhưng ở đây, các doanh nghiệp khi nhờ Kiên đều mong muốn rằng phải được Thứ trưởng ký duyệt, mà việc này thì nằm ngoài nhiệm vụ khả năng của bị cáo. Từ những cơ sở đã nêu, luật sư đề nghị chuyển tội danh cho bị cáo Kiên từ nhận hối lộ sang tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, hoặc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.